Tiền đã vào túi đâu mà đủ, phải không? Đây, lắp đây. Chẳng có gì giá, chỉ có thật thôi. Cổ lành người ta cho vào đây, bóc lên bố luôn, sợ bố không cái đô, cứ cho vào đây. Chỉ mãi kiếm tiền thôi, chẳng vợ con đấy gì. Thằng đấy với thằng ba. Được. Đâu anh? Chỉ tập trung kiếm tiền thôi. Ông Bình thì nhiều lúc cũng bùng bạo ghê lắm. Thì nó phải làm mỗi thằng một chộp. Đầu cái chén hay đi.